Phố cổ Hội An là khu phố cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa năm 1999 và được mệnh danh là một trong những địa điểm lãng mạn nhất. Hội An mang trong mình âm hưởng của nền văn hóa Việt Nam truyền thống, hòa cùng màu sắc văn hóa thế giới, thể hiện trong kiến trúc và phong tục tập quán của người dân nơi đây. Lịch sử của Hội An bắt đầu vào thế kỷ thứ 2 với nền văn minh Chăm Pa và nở rộ từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 18, với vị trí là một trong những thương cảng xăm uất bậc nhất tại Đông Nam Á. Đến với Hội An, du khách sẽ bị hấp dẫn bởi nét duyên dáng êm đềm của thị trấn cổ này. Hội An còn nổi tiếng nhờ những nghề thủ công cổ cùng với nghề may. Với cách phục vụ chuyên nghiệp, chỉ sau 4 giờ, du khách có thể nhận được món đồ mà mình vừa đặt may. Những ngôi nhà cổ là di sản vô giá mà Hội An gìn giữ được sau bao cuộc chiến tranh, đô thị hóa và sự tàn phá từ thiên nhiên. Nhưng qua bao biến cố, những ngôi nhà cổ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, cả về kiến trúc lẫn cái hồn. Được nhiều người biết đến nhiều nhất là nhà cổ Tân Ký, ngôi nhà đầu tiên được công nhận là di tích quốc gia Hội An. Và đây cũng là nơi đón tiếp nhiều nguyên thủ trong và ngoài nước.